Hôm nay thì rảnh rỗi, cũng buổi chiều hôm nay thì mình đi qua vườn ông anh gần đây thôi, cũng được khéo miệng thì xin được bác ấy ít thân già cùng với kỳ trên thân đó, như các bạn thấy đó. Đây kỳ thì nó rất là khỏe, nó rất đẹp đó, nó dễ của nó đẹp đó. Thì rảnh rỗi hôm nay em làm một cái video nhỏ để cái gọi là kinh nghiệm bản thân em thôi, quá trình mà mình chuẩn bị giá thể để cho ta chuyển trọng cũng như cái kích đây. Đó chân mẹ rất là mực đó. Đây chúng ta lên được 3 kg và có một mắt đó. Thì em cũng trước thì em cũng kích qua một số sản phẩm, cũng qua một số sản phẩm để kích kỳ thân già. Em đã chấm keo liền xẹo ở hai đầu đó. Tất cả thì em đều chấm keo liền xẹo nhé. Các bác cắt khô, các bác cắt thân già ở trên giò đó thì các bác nên để một thời gian tầm 10-15 phút cho cái đầu nó khô đi đó. Thì các bác hãy đưa keo liền xẹo lên, cái đó thì đảm bảo được cái nó không bị khối ở trên cái thân già. Một khi khối thì hầu như là sao không kích được, khó là như thế, nó sẽ không lên được. Đấy các bác thấy đấy, dễ rất tốt. Đây là những cái mà những cái thân mà nó cho ki lên nhé, ki tự nhiên nhé, ki tự nhiên trên thân các bác nhé. Đó này quá thể thấy đó. Còn những cái thân như này thì nó đang có mất ngủ. Đấy, và em sẽ chuyển chậu để thực hiện quá trình kích kỳ. Thường thường thì có bác có thể là kích kỳ riêng để bôi phun hồng nguyễn hay là kỳ duy xanh hay những sản phẩm kích kỳ khác thì để mất ngủ như này. Em thì em hay để sẵn ra chậu, mình hàng không phải gọi là tất tiền gì, nhưng bản thân chơi và sưu tầm thôi. Đó mình cái thú ban ngày đi làm đến tối về thì ngắm hoa trên cây cảnh thì giá thể em dùng thì các bạn thôi, chậu chậu nhựa. Em thì em hay, đặc biệt em hay dùng xốp này, cái miếng xốp này. Đó, em có quá trình sử dụng thì em thấy nó thoát hơi, thoát nước rất là tốt. Nước đó, thì chính thì vẫn là đây, vỏ không to, không lại lớn. Cái này thì đã được gần như là các cửa hàng bây giờ nó bán, đã được sử dụng qua nó tốt rồi, sử dụng sẵn rồi, bây giờ thì được sử dụng thôi. Tiếp theo thì ở trên thì sẽ là một ít vỏ thông, cũng vỏ thông thôi nhưng mà loại nhỏ. Đây, cho các bạn xem. Một trời đến tối rồi. Được. Đó. Thì ở trên nữa. Đây. Đây rất tốt. Đây. Sơ dừa và vỏ trống. Các bạn trẻ ở trên. Cực kỳ tốt. Đó. Thì cái em đã làm mẫu sẵn ở đây rồi. Các bác thấy một lớp ở dưới ta sẽ dùng xốp và vỏ trống lớn, tiếp theo vỏ trống nhỏ và bên trên sẽ một lớp là sơ dừa và vỏ trống. Các bác nhớ nhé, cái lá của thân non nhé thì các bác nên để làm sao để nó không cùng với cái chiều nặng hướng nắng, hướng sáng của vườn, những cái mà hướng mà đón được ánh sáng mặt trời tốt nhất có thể để cây có thể là cái quá trình quang hợp của cây được diễn ra một cái tốt nhất và cái thân non ấy. Đấy. Và khi các bác làm thân non ấy,
cái phần trong này thì các bác để ý cho em là các bác nên để thoáng cái thân giả. Đây ở đây em dùng thêm một cái giấm chi lê các bác nhé, có thể đấy, đây chi lê cái này rất là tốt. Thì trước thì em có một gel, một cái gel ngày xưa ấy, nhưng mà sau một lần sử dụng thì nó thật với các bác là cực kỳ nhiều vấn đề, nó bị đen rễ nấm các thứ này kia, em người ra em không sử dụng được. Đây riêng một phần dây nhé, đó các bác thấy đấy cực kỳ tốt, rễ ra rất tốt, mà cứ như này thì cây nó sẽ phát triển không, thì bộ rễ là cái chính của cây mà. Đó các bác thấy cây ra như này đấy, và đây em cũng chuẩn bị em ra năm chậu thôi, em chỗ nhỏ này ra giả. Đấy. Em thì không phải là vườn lớn, em chỉ là bản thân sưu tầm thôi, cá nhân sưu tầm thôi. Đó, dễ đây. Đó. Mà các bác nên để đây như trong hình của em, cây kỳ của em đây. Đây còn một kỳ nữa đây. Phát triển rất tốt, khá xanh. Cái này chỉ trong một tháng thôi. Nhưng như thế, các bác sẽ có một cái chậu hoa phun non sẽ phát triển như thế này. Đó. Và lúc mà mới chuyển chậu thì cái sản phẩm em dùng chủ yếu là các bác pha cho em như một bình nước này. Bình này. Các bác pha cho em là 20 giọt hồng nguyễn và một nắp B1. Đó, các bác pha cho em và các bác tưới. Nên tưới vào buổi tối, buổi chiều tối, xin lỗi các bác, không phải buổi tối mà buổi chiều tối. Khi mà hết nắng mặt trời, thời gian gần đây thời tiết rất là nóng, nhiệt độ cao, nếu các bác tưới khi còn ánh sáng trực tiếp ấy, thì nó sẽ không tốt. Nó gây ra hiện tượng sốc. Và cây nó sẽ thêm phát triển. Đó. Em xin phép dừng video ở đây để xử lý nốt 4 cái chậu còn lại cho đống kỳ và thân này. Tiếp sau đó thì em sẽ quay một video nữa để hướng dẫn các bác về một loại thuốc. Thời gian ở đây cũng rất là hot. Theo nhiều người nói thì nó là thần dược để kích những cái kia, những cái mắt ngủ như này. Thời điểm bây giờ cái kia thì hơi muộn rồi. Đó, đây là một kia đã nhú ra này, cái mắt ngủ. Và đối với những cái kia mà bị đọt, bị đụt hoặc là da mắt nhú nhưng không phát triển nữa. Đấy, như ví dụ như một số cái nó chỉ nhú ra như này thôi. Đấy, nó sẽ không lên nữa. Đó. Nó sẽ không lên nữa. Và sau em sẽ sau khi ra chợ sẽ quay tiếp video để chia sẻ với các bác. Ok, hẹn các bác vào video tiếp theo. Rất mong các bác cho một chia sẻ, bình luận, thiếu sót để em phát triển thêm. Mong các bác cho một like và một subscribe cho kênh em phát triển. Vâng, xin chào các bác, cảm ơn các bác rất là nhiều. Chào các bác.